Rồi con ôn lại cho cô nhá. Ở đây lúc trước chúng ta sẽ có cái bảng về so sánh hơn kém nhất, thì đầu giờ chúng ta ôn rồi. Và ôn rất dễ rồi, so sánh bằng với tính từ ngắn, tính từ dài, chủ ngữ to be, S adjective, E chủ ngữ 2, được chưa? Với tính từ ngắn thì các bạn thêm ER đằng sau chủ ngữ to be, adjective đuôi ER, gian chủ ngữ 2. Đấy, với tính từ dài, à tính từ ngắn so sánh nhất thì các bạn chỉ có một tính từ thôi, chủ ngữ to be, phải có the, adjective đuôi EST, in of một cái cụm nào đó, vì người ta nhất là nhất trong một cái tập thể nào đó. Ví dụ Hoa is the tallest in my class. Tiếp tục sang tính từ dài là tính từ có ít nhất từ hai âm tiết trở lên. Đấy, ví dụ modern, beautiful, expensive đều là những tính từ có hai âm tiết trở lên. Hai âm tiết chính là tạo bởi hai nguyên âm. Đấy, chúng ta vẫn có so sánh bằng với công thức y như tính từ so sánh ngắn thôi. Chủ ngữ to be, E chủ ngữ 2. So sánh hơn các bạn có chủ ngữ to be. Nếu tính từ ngắn các bạn thêm đuôi er đằng trước, à đằng sau tính từ, thì bây giờ các bạn thêm more cộng với tính từ dài. More adjective than chủ ngữ 2 với trạng từ y nguyên, nhưng chỉ khác là trạng từ lúc đấy chúng ta không dùng to be thì chúng ta dùng động từ sau chủ ngữ, thì sau động từ còn phải dùng trạng từ. Ví dụ Hoa is more beautiful than Lan, thì y ở đây là to be, xinh đẹp thì phải beautiful là tính từ, nên more beautiful là so sánh hơn của tính từ. Nhưng nếu là trạng từ thì các bạn đổi từ hoa xinh, hoa hát hay hơn bạn Lan, thì cái hát này này là động từ xinh, sinh là động từ hát, cho nên từ beautiful là các bạn phải đổi thành beautifully để trở thành trạng từ. Và trạng từ này đương nhiên là trạng từ dài, phải đọc hơn hai âm tiết trở lên, là more beautifully than Lan. Rồi tiếp tục so sánh nhất của tính từ và trạng từ dài, tương tự cùng một công thức, biến more adjective thành the most adjective hoặc adverb. Hoa is the most beautiful in my class, hoặc hoa xinh the most beautifully in my class. Như vậy các bạn có công thức là gì? Chủ ngữ cộng to be. Nếu là to be thì phải là so sánh tính từ, the most adjective in of danh từ. Còn nếu chủ ngữ cộng động từ thì sau động từ các bạn dùng the most adverb, là the most trạng từ in of một cái cụm nào đó. Đó. Bây giờ các bạn có một số lưu ý giữa tính từ và trạng từ không theo quy tắc. Cô lấy các cái liệt kê ra đây. Good là tính từ, trạng từ là well. So sánh hơn, tốt hơn là better. So sánh nhất là the best. Bad là tồi tệ. So sánh hơn là worst. Và so sánh tồi tệ nhất, học kém nhất là the worst. Much và many đều là nhiều, nhưng much dùng cho đếm được, à không đếm được, còn many dùng cho đếm được. Thì nhiều hơn có nghĩa là more, nhiều nhất là the most. Như vậy much và many đổi sang nhiều hơn là đều dùng more. Little gọi dùng less. Ví dụ như vừa lúc nãy bạn Thảo bạn đọc là more đấy, and more adjective, thì hoặc là các bạn có less and less, thì đấy là so sánh hơn hoặc kém thôi. Được chưa? Tiếp tục các bạn có few là đếm được, thì fewer với the fewest thì đều là tính từ ngắn, nhưng riêng từ little dùng ít cho không đếm được, thì ít hơn các bạn lại dùng less và ít nhất là the least. Far các bạn có xa hơn là farther hoặc further, xa nhất là the furthest hoặc farthest, older hoặc oldest. Các bạn xem trường hợp lưu ý. Đấy, bình thường các bạn cứ tính từ ngắn thì các bạn thêm đuôi r, nhưng một số những cái trường hợp mà không phải là tính từ ngắn, nó là tính từ hai âm tiết nhưng đọc lên nó có đuôi y dài, đuôi r, đuôi le, đuôi o w, đuôi est, có năm cái đuôi này thì nó vẫn được xem như là tính từ ngắn. Cô lấy ví dụ từ happy tận cùng là y dài. Đấy, nhưng cái từ y này nó vẫn thuộc về cái từ happy, thì cho nên là các bạn vẫn tính nó là gì thôi, tính nó là đuôi y dài, là tính từ ngắn, thì các bạn đọc là chuyển sang hạnh phúc hơn là thành happier, đúng không? Easy thành easier, early thành earlier, heavy heavier và lazy lazier. Tất cả những chữ y trong cái tính từ này đều là bản thân là thuộc về cái từ này luôn, chứ không phải nó được thêm vào, nó biến đổi. Happy thì bản thân nó đã có từ y rồi, đúng không? Tương tự easy và từ early, các từ khác cũng vậy. Còn từ clever, bản thân từ clever thì nó cũng có từ er ở đuôi rồi, cho nên thông minh hơn sẽ là cleverer. Single đuôi le ở cuối thì độc thân, cô đơn hơn thì singler. Simple giản đơn hơn là simpler. Narrow là từ hẹp, thì các bạn có tận cùng là ow, hẹp hơn thì thành narrower, quieter thành quieter, được chưa? Tiếp tục các bạn có lưu ý là khi những tính từ và trạng từ tận cùng có đuôi y đấy, nhưng vẫn được coi là tính từ dài khi nó là thuộc về cấu tạo, nó được cấu tạo bởi chữ một cái danh từ hoặc là một cái tính từ cộng với lại đuôi ly, chứ không phải bản thân nó là có đuôi ly sẵn. Cô lấy ví dụ từ lớp, các bạn thêm đuôi ly vào để trở thành lovely, là đáng yêu là tính từ, thì cái này vẫn được coi như tính từ dài, thì đáng yêu hơn là more lovely. Quick cũng thế, quick là tính từ, trạng từ là quickly, thì chúng ta được thêm vào chứ không phải là từ ly đã thuộc trực thuộc từ quick từ sẵn từ đầu, đúng không?
thì chúng ta vẫn có tính từ dài là quickly và trở thành nhanh hơn là more quickly. Được chưa? Đấy, sau cái bảng quy tắc so sánh bằng hơn kém của tất thầy chung thì các bạn có dạng là so sánh công thức của so sánh kép. Đấy, so sánh kép thì các bạn có so sánh đồng tiến và so sánh lũy tiến. Lũy tiến là chúng ta so sánh cùng một tính từ. Các bạn ghi là cùng một tính từ gọi là so sánh lũy tiến. Cô có công thức chủ ngữ to be assertive error ra n assertive error. Đấy, cùng một chủ ngữ và đây là cùng một tính từ. The weather is hotter and hotter. The weather is colder and colder. Hoặc anh ấy ngày càng yếu hơn thì là he is quicker and quicker. Đấy, thì được gọi là lũy tiến là cùng một tính từ. Đấy là tính từ ngắn. Tính từ dài các bạn vẫn có công thức chủ ngữ cộng to be, nhưng vì là dài cho nên các bạn sẽ thêm là more đằng trước tính từ, và bây giờ các bạn sẽ có more and more adjective. Ví dụ cô ngày càng xinh đẹp hơn, she is more and more beautiful. Cô ngày càng hấp dẫn hơn, she is more and more attractive. Hoặc attract, được chưa? Rồi, so sánh đồng tiến là so sánh hai tính từ khác nhau. Đó. Các bạn sẽ có công thức chủ ngữ comparative cộng chủ cộng vị, comma, the comparative chủ ngữ cộng vị. Và cái vị ngữ này cô có thể thay bằng từ get, động từ get hoặc từ become. Bởi vì sau get sau become các bạn cũng vẫn là gì? Dùng được tính từ cho nó như động từ to be vậy. Cô lấy ví dụ càng già anh ấy càng yếu. The older he is, comma, the weaker he gets. À, đấy là so sánh tính từ ngắn. Anh ấy càng già thì càng yếu. Tiếp tục so sánh tính từ dài. The more difficult exercise is, the more interesting it is. Thì it ở đây chính là gì? Thay cho exercise, và còn có so sánh tính từ dài là difficult thành the more difficult. Tính từ dài interesting thành the more interesting. Tiếp theo các bạn có một cái cấu trúc khẩu hiệu mang tính chất là cứ nhớ đến câu này là người ta nhớ đến dạng so sánh hai tính từ khác nhau và so sánh kép. The more you learn, the better you are. More là so sánh hơn của much, đúng không? Còn better là so sánh hơn của good. Rồi, xong phần lý thuyết rất nhiều. Đấy, toàn lý thuyết quan trọng thôi. Và một phần nữa các bạn ghi cho cô, đó là phần so sánh ở một số công thức, so sánh gấp nhiều lần. Đấy, gấp nhiều lần. Ví dụ, anh ấy cao, quên cái bút này cao gấp, dài gấp đôi cái bút kia. Hoặc anh ấy chạy nhanh gấp đôi lần tôi, hoặc cô ấy đánh máy gấp đôi lần tôi thì nói thế nào? Thì các bạn sẽ có ba nhỏ sau đồng tiến lũy tiến, thì các bạn sẽ có sao? Lúc đấy là ba lớn, giờ các bạn có bốn La Mã. Các bạn ghi cho cô là so sánh công thức gấp nhiều lần. Gấp nhiều lần. So sánh gấp nhiều lần thì các bạn sẽ có công thức là số lần gấp là bao nhiêu, nhưng mà nó còn phụ thuộc là các bạn so sánh danh từ hay là động từ hay tính từ hay trạng từ nữa cơ, đúng không? Thì ở đấy các bạn sẽ có cái từ so sánh phù hợp số lần, nhưng các bạn sẽ có số lần gấp là bằng là những số như là half là gấp một nửa, twice là gấp đôi, 3, 4, 5 times, được chưa? Thì các bạn sẽ có công thức như sau. Chúng ta sẽ viết chung cho tất cả các công thức chủ ngữ cộng động từ, đúng không? Số lần gấp đấy, làm try hoặc three hoặc four hoặc five times thì cái này sẽ có là gấp mấy lần thì as, đúng không? Các bạn có thêm những từ much nếu không đếm được, thêm từ many nếu từ đếm được ở giữa, đúng không? Sau đó mới đến gì adjective, hoặc nếu là so sánh trạng từ thì bạn so sánh gì tôi viết tắt cho nó dễ nha, adjective xong lại đến s và gì cộng với lại gì e một cái chủ ngữ nữa, hoặc là một cái chủ ngữ pronouns, một cái danh từ. Đấy, số lần gấp thì cái này số lần gấp các bạn có thể ghi cho cô bằng tiếng Anh là multiple numbers, là số lần gấp. Quan trọng các bạn phải có cái số lần gấp ở đây. Đấy, S, adjective S. Đây là so sánh tính từ các bạn nhé. Cô sẽ tách riêng ra. So sánh tính từ, so sánh trạng từ y nguyên. Đấy, cô sẽ không ghi nhiều. Cái phần sẹt sẹt thì các bạn sẽ cảm thấy nó bị rối mắt công thức khó học. Cái này các bạn nên ghi tách ra.
Như vậy các bạn sẽ công thức so sánh tính từ, so sánh gấp nhiều lần. Thế gọi có chủ ngữ cộng động từ. Và multiple numbers as much or many, adjective as danh từ. Công thức thứ hai, chủ ngữ động từ multiple numbers as much many, và lúc này chúng ta so sánh, ví dụ adverb trạng từ đi. Đúng không? As danh từ. Còn nếu như so sánh danh từ bây giờ các bạn sẽ có multiple number là những số như nào? Các bạn ghi ra đây cho cô. Đó chính là các số như là twice, đúng không? Là gấp đôi. Gấp 3 là 3, 4 hoặc 5 times. Cô lấy ví dụ example. Đeo tất vào. Đấy, three times. Cái three times này, times này là động từ đúng không? Thì rõ ràng chúng ta phải so sánh với trạng từ rồi. Three times thì phải là twice, các bạn cho lên trước, đúng không? As thì đương nhiên là gì, đánh nhanh. Các bạn có trạng từ là fast và tính từ cũng là fast. As fast as I. Và ở đây chúng ta không cần nhắc lại I try nữa, mà các bạn là I do. Thì do trên I try động từ với không ấy. I do là thay cho là I try và nó là V0. Đấy, cô sẽ cắt cái này gửi về màn hình cho các bạn để các bạn sẽ. Cô biết nào this house, nhà này gấp đôi nhà kia thì như thế nào? This house is mà đắt thì các bạn có dùng từ động từ cost luôn đi. Là cost đúng không? Là đắt. Gấp đôi là twice, đúng không? As much as the other one. Thì other one chính là other house. Để các bạn ghi vào. Thì cái này các bạn có twice as much as. Như vậy với cấu trúc so sánh bắt đầu bằng after to. After to thì các bạn sẽ đằng sau là phải là một danh từ. After to girls, after to boys. Đấy. Đúng không ạ? Danh từ này thường là danh từ số nhiều vì hai người mà thì nó sẽ danh từ đếm được. Danh từ comma sau đó là một mệnh đề đầy đủ chủ ngữ cộng động từ. The comparative là so sánh hơn. Lần này thì chúng ta có the, mặc dù nó không phải là so sánh nhất, so sánh hơn nhưng nó vẫn có the bởi vì nó đi với cấu trúc after to. Ví dụ cô lấy of the two sister comma, sister là danh từ số nhiều rồi, she đúng không, is the, so sánh hơn, xinh hơn thì phải là more beautiful, nhưng lúc này cô phải dùng là the more beautiful chứ không phải là more beautiful không thì lại sai, nhớ chưa? The more beautiful trong hai cô gái thì cô Mary là xinh đẹp hơn, mặc dù là xinh hơn nhưng cô vẫn phải dùng the ở đây bởi vì nó có cấu trúc after two girls. Đấy, đi ví dụ vào. Rồi, đấy, ví dụ như là trong hai bạn trai thì anh ấy là người học giỏi hơn thì chúng ta sẽ nói là of the hai anh em trai, two brother, đúng không? Đấy. John is the, đúng không? Học giỏi hơn, học tốt hơn thì better. Thì bây giờ các phải có là the better chứ không phải là the best, được chưa? Cái này để ý nha, cái này trong đề thi nâng cao chuyên chọn hay có. Đấy. Vậy chúng ta đã xong tất cả các cái cấu trúc dạng đặc biệt trong so sánh. Hơn kém nhất một số các dạng so sánh đặc biệt, so sánh kép, so sánh gấp nhiều lần và cấu trúc bắt đầu after to thì sau đó các bạn phải dùng so sánh hơn nhưng nó có the, đúng không ạ? Đấy. Bây giờ chúng ta sang phần bài tập. Đấy, dạng bài hôm trước bài học là bài 1 rồi đúng không em? Đấy, sang dạng bài tập. Các làm cho cô bài 2 đi, bài 2 làm chưa? Khánh Ngọc gửi cho cô xem nào. Rồi, như vậy các bạn làm bài 2 đi, đây đều là comparative and comparative. Hôm trước chúng ta đã làm bài dạng bài cơ bản rồi.
hơn kém nhất rồi, bây sang dạng tính từ kép. Đấy, giờ chúng ta có cái dạng comparative and comparative là dạng so sánh kép hotter and hotter hoặc more beautiful được chưa nào? Rồi bạn làm đi, lúc đó chúng ta sẽ chữa bài. Bạn thấy có từ in ở đây là so sánh nhất. Rồi đây là so sánh có tính từ dài thì phải là gì? Most hardworking à? Làm gì có dơ mà most? Ở đây thì phải các bạn chọn phải có dơ đúng không? Là C. Bao gồm dơ most hardworking in my class là so sánh nhất. Rồi tiếp đi em. Là so sánh hơn nhất đúng không? Và so sánh kép. Bây giờ có he try thì try là động từ. Sau động từ còn dùng trạng từ. Đúng rồi, các bạn phải có carefully. Và đây là so sánh trạng từ. Thì còn dùng từ carefully. Đây là more. Thì ở đây các bạn xem là nó có từ right. Right đây là gì? Động từ thì các bạn phải chọn là trạng từ là ly. Sau động từ sẽ là trạng từ. Còn nếu người ta dùng to be thì các bạn mới dùng trạng từ. À tính từ là full, được chưa? Rồi câu 15 nào. Get, sau get các bạn dùng gì? Tính từ. Rồi get, get. Bố mình hạnh phúc bởi vì mình đã gì? Có kết quả tốt hơn ở trường. Tốt ở trường thì đây các bạn dùng get gì? Get well hay get good? Các bạn đúng rồi, sau get bạn dùng tính từ đúng không, thì cho nên chúng ta sẽ có tính từ ở đây là good. Rồi tốt, tiếp đi câu 16 này, làm các câu sau nào. Rồi he work, work ở đây cũng là động từ, các bạn phải chọn một trạng từ và trạng từ has với tính từ has đều vừa là tính từ vừa là trạng từ, cho nên là gì, anh ấy đã làm tốt hơn ở trường bởi vì anh ấy làm việc, anh ấy gì tốt hơn ở trường bởi vì anh ấy đã học tập tốt hơn rồi. Thì đây là chăm chỉ hơn, harder. Anh ấy đã học tập chăm chỉ hơn. Rồi câu 17. I can do. More gì? Ở đây các bạn có trạng từ, động từ các bạn dùng trạng từ là quickly. Được rồi, tiếp đi em. Rồi. C ở đây là isn't. Thế sau to be các bạn dùng so sánh gì? Của so sánh gì? So sánh ở đây các bạn không thể có gian. Thì bên người ta dùng e thì đương nhiên mình sẽ đoán đây là so sánh bằng. Mà so sánh bằng thì phải có hai cái e hai bên. Thì đây các bạn thấy có intelligent e không thì không đủ. Đúng không? Cái này nó đang bị lỗi phông một tí. Thế còn so intelligent e hoặc là so intelligent that thì đương nhiên so that thì là sai. Thì đến nỗi mà đây các bạn chỉ có gì? Adjective e hoặc là so adjective e là như nhau. Đấy. Hai cấu trúc là như nhau thì bằng so adjective s. Rồi tiếp đi em câu 18. Rồi a very thì đương nhiên people là danh từ, các bạn cần một tính từ trước danh từ để tạo thành một cụm danh tính từ, thì ở đây các bạn sẽ có là gì, he is a very gì hardworking đúng không. Spend most of her time study. Hardworking là học sinh rất chăm chỉ, dành nhiều thời gian, hầu hết thời gian để học hành thôi. Bắt đầu câu 20 nào, cô mời bạn Khánh Ngọc nào. Rồi tiếp đi. Để ý cho cô này. Cái câu 20 này em dùng gì nhỉ? Gian, có gian thì em phải dùng là gì? Đúng rồi, good. Thì so sánh hơn là trường hợp đặc biệt. Cho nên là các bạn sẽ dùng không phải là thêm như tính từ ngắn là good, chờ cái gì nhiều bạn còn bị nhầm. Các bạn phải chuyển sang better vì nó có trong trường hợp đặc biệt rồi.
good thành better, bad thì thành worse, được chưa nào? Rồi bây giờ các bạn có for the exam I will do. Thì cái này các bạn bắt đầu thấy là gì? À, so sánh kép đây đúng không? Với một cụm mệnh đề đằng sau, you study for the exam. Đúng không? Đấy, các bạn có dơ thì rõ ràng phải dơ comparative and the comparative, bạn chọn gì nào? Để cho hai vế đều có nghĩa là so sánh hơn. Had this sẽ bắt đầu sai rồi, đúng không? Had thì phải trở thành had the vì nó chỉ yêu cầu mình chuyển thành dạng so sánh hơn. Thế vì so sánh kép thì nó không có so sánh nhất, nó chỉ có the comparative, comma the comparative thì đây had this là sai. Đấy, thì bây giờ các bạn dùng had the, the better hay là the more gì đúng không? The more you study. Đấy. Hay là the harder you study, the much thì cái này lại sai. Đó, bởi vì cả hai vế cùng phải là the comparative cho nên the much lại là sai. Nhưng mà giữa A và D em chọn gì nào? Nhanh nào. Khánh Ngọc. Chọn gì? Chọn D hả? The more. Cái gì đây? Sao lại chọn D? Ờ, dễ như thế rồi, cô đã loại trừ đi cho hai trường hợp rồi mà cứ còn băn khoăn mãi. Tiếp đi em, nhanh. Đúng không? H là harder là tính từ so sánh hơn của H. Better là good. Thì trở thành đi. Đúng không? Good trở thành better. Thế là đương nhiên rồi. Harder you study. Càng học chăm thì điểm càng tốt chứ còn gì nữa. Rồi, cứ nha. Tiếp theo đi, câu 22 nào. Rồi. Đây là các bạn sẽ chọn câu 22 là giờ gì? Để ý này, the later, the louder là gì? Dường như là gì? Càng muộn. Đúng không? Thì lại nhạc càng mở to hơn. Later, the louder. Ở những câu khác làm sao? The more late thì câu này đúng không? Late thì làm sao the more được? Đúng không? Nó tính từ ngắn thì thành later là sai này. The less. Less thì càng ít cái gì? The less it is at night thì không biết cái gì less thì nó không rõ nghĩa. The more loud thì không được, loud thì phải louder. Nên cái này sai. Thế giờ giữa B với lại D em chọn gì? Đúng rồi. Càng muộn thì nhạc càng dường như to hơn bởi vì lúc đấy nó tĩnh hơn mà. Không gian tĩnh hơn thì nhạc nó phải nghe to hơn. Rồi, thanks to the process of science and technology, our lives have become. Sau become là tính từ, như vậy chúng ta có thể chọn tính từ so sánh kép ở đây với cùng một tính từ. More, more good thì có được không? Không. Good nó chuyển sang so sánh hơn và thành better. Câu này sai về nghĩa rồi. Đúng không? Good đời, good đời lại càng sai. Như vậy giữa A và giữa B và C em chọn gì nhanh? Đúng rồi, better and better. Như là good đời thì là sai đúng không? Good các bạn chuyển sang gì? Better cho cô. Better and better. Rồi, come next 24. Rồi, tiếp đi em, đọc lại câu 25 có xem nào. À, Peter is. Đúng rồi, younger là tính từ ngắn và chuyển sang young thành younger và intelligent là tính từ dài. Thế còn gian, đúng không? À, John thì đây là câu mà cụm thôi. À, Peter is younger and more intelligent để đánh lừa các bạn là vừa ngắn vừa dài các bạn chọn cái gì. Đúng không? Rồi, chúng ta vẫn chọn so sánh hơn của cái tính từ đó thôi. Rồi, tiếp đi câu 26 nào. Rồi. Cái này là các bạn có in thì các bạn phải chọn so sánh gì? Nhất, đúng không? Thì đây là the nicer thì sai rồi. Đấy. Các bạn có gì? Nicer, nicer thì cái này không được. Đúng không? Ngày cùng một đẹp hơn không có lý, đúng không? Nó phải xong cái gì để so sánh nhất thôi, các bạn chọn C. Rồi, tiếp đi. Câu 27. Đúng rồi. Đây là so sánh gì cùng một tính từ và so sánh kép các bạn chỉ cần đổi thêm đuôi r thôi, coder and coder. Rồi tiếp đi. Rồi giờ faster bên kia phải có giờ comparative, giờ faster chủ ngữ cộng động từ đây
Bây giờ the sooner we can leave, đúng không? Rồi càng đến sớm thì chúng ta càng có thể rời đi nhanh. Rồi tiếp đi. Câu 29. Of, các bạn để ý đây, trong số những vận động viên, nhưng đây không phải là of the two nhá, các bạn vẫn so sánh bình thường. Vẫn là so sánh gì? Ai là người ít kỹ năng nhất, đúng không? Chứ không phải là dơ, xong rồi so sánh hơn như là so sánh of. Hôm lúc nãy chúng ta học cái trường hợp đặc biệt là of two danh từ, nhớ chưa? Of two girls, of two boys, nhưng mà đây không phải là hai, cũng là of, nhưng mà đây là trong số rất nhiều động viên cơ, thì anh này vẫn là nhất và chúng ta vẫn phải có so sánh nhất, không lại nhầm. Rồi tiếp đi, câu này chọn gì nào? Rồi cái này em sẽ chọn là gì đây? The faster, vẫn là the comparative. Nó chủ ngữ cộng động từ, comma phải, thì bên này sẽ là gì? The comparative, chủ ngữ cộng động từ. Thế the comparative đây là giờ gì? He get more thì sai rồi, chúng ta đang cần the more. The comparative cơ, đúng không? Comparative so sánh hơn, tính từ ngắn và dài. Bây giờ là không có giờ. A thì có more tired nhưng lại không có giờ thì sai. Bây giờ C cũng không có giờ, đúng không? Nó phải có the đằng trước cơ. Như vậy các bạn chỉ có the more tired he get thôi. Loại trừ dần dần đi, được chưa? Rồi bây giờ tiếp tục các bạn viết lại câu sau, sao cho nghĩa câu không đủ. Rồi các bạn làm vào bài đi, thì tí nữa cô sẽ sửa tiếp cho các bạn. Làm bài 4 đi ạ. Sửa bài nhá, cô mời bạn Thảo nào, làm cho cô 1, 2, 3, 4 nào. No one in my class is taller than Peter. Câu này dễ rồi. Không ai cao hơn bạn Peter, thì Peter sao nhất thì nói như nào? Peter is a... Đúng rồi. In my class. Rồi tiếp. À, đây là so sánh easier than, tức là math thì easier than English, easier than math thì suy ra math sẽ khó hơn hoặc là không dễ bằng, đúng không? Thế bây giờ mình muốn nó dùng dễ, từ dễ luôn thì mình sẽ nói là so sánh bằng. So sánh bằng là e sẽ rất chip e, thì mình xem thân not vào là không dễ bằng thôi, là phủ định là gì? Math isn't đi cho nó dễ, đúng không? Isn't as, đúng không? Thường thì người ta sẽ không thích dùng cấu trúc bằng, và không bằng là easy, bởi vì nhiều khi thì không phải là toán là khó, mà nhiều khi nó không dễ bằng tiếng Anh thôi. Math isn't as easy as English, đúng không? Không dễ bằng, cái ông kia dễ hơn. À, easy as English. Hoặc cách thứ hai em có thể dùng như nào? Ngược tính từ đi, đúng không? Khó thì mình sẽ là dùng khó hơn. Nào, cách thứ hai là gì đây? Không, nhưng mà mình không dùng e nữa. Mình không dùng isn't, mình dùng y cơ mà. Mình dùng khẳng định thế, thì mình dùng cấu trúc difficult. Có nghĩa là is more difficult chứ. Tiếng Anh dễ hơn toán thì toán khó hơn, đúng không? Ừ, thì phải is more gì? Difficult than English, được chưa? Rồi, tiếp nha. Ý nha, cách biến đổi nha. Một, em dùng cấu trúc so sánh bằng, được chưa? Hai, em dùng cấu trúc gì? Đảo ngược nghĩa, thì coi cái này dễ hơn cái kia, suy ra cái kia phải khó hơn cái này. Đơn giản thôi, đúng chưa nào? More phải có gian, more deep có gian thôi. Rồi, tiếp đi Thảo. Câu 3, no one, vẫn là no one. Không một ai trong lớp mình mà lại gì? Thông minh hơn Mary, thì Mary phải thông minh nhất. Đúng không? Câu này thì viết rồi này. Đúng không? Mary is the most intelligent in. Đúng rồi. Rồi, câu 4 nào. No river in the world. Gì? Is longer, đúng không? Trong đầu bài người ta có từ longer. Longer than gì? The Nile, than the Nile, dòng sông Nile. Thì bây giờ suy ra dòng sông Nile phải là gì? Dài nhất trên thế giới, is the, đúng không? Longest in gì? In the world. Được chưa? Rồi tiếp đi. Tiếp câu 4 là đến câu 5. Đúng rồi. Đấy, thì bây giờ mình quay lại. À, cái đỉnh Mount Everest này là đỉnh cao nhất trên thế giới, thì không đỉnh nào người ta hay dùng. No mountain is the world. Easy, tiger, than Mount Everest. Rồi, tiếp câu 6.
Cô mời bạn Khánh Ngọc nào. Bây giờ các bạn lại có the first time. Cấu trúc này thường lưu thời hiện tại hoàn thành. It is the first time I have ever met. Đúng không? Thì hiện tại hoàn thành các bạn đã học rồi. Đây là lần đầu tiên tôi đã từng gặp một cô gái xinh như vậy. Như vậy cô ấy phải là người xinh nhất. Đúng không? Tôi đã gặp. Cô ấy là người xinh nhất tôi gặp. Đúng không? Thì mình sẽ nói thế nào? Đây là lần đầu tiên tôi xem bộ phim hay như thế. Có nghĩa đây là bộ phim hay nhất mà tôi đã từng xem. Đúng không? Thì sau đấy bạn phải dùng thời hiện tại hoàn thành. Đã từng và bây giờ là bộ phim hay nhất. Hay nhất là do từ quá khứ cho bây giờ. Thì cô ấy là người xinh nhất tôi đã từng gặp thôi. Chứ không phải là cả đời chỉ có một cô đấy là xinh. Đúng không? Cho đến bây giờ thời điểm tôi gặp thì cô là xinh nhất. Biết đâu mấy hôm nữa mình lại thấy người khác xinh hơn. Thì đấy cho nên mới dùng cấu trúc là gì? À cuối câu là phải tôi đã từng gặp. She is the gì? Khánh nào? Khánh Ngọc nào? She is the gì? Lại bắt đầu sai rồi. Pretty là tính từ so sánh ngài dài hay ngắn. Có đuôi y, y này thuộc về cái từ pretty. Chứ nó không phải là mình thêm y vào để tạo thành từ pretty, em hiểu không? Và bản chất từ pretty nó có từ y rồi, giống từ happy vậy. Thế có được xem như tính từ dài không? Học vừa học ngay bên trên đã quên rồi hả? Đúng không? Thì cái này phải thêm đuôi y vào. Y như tính từ ngắn thôi. So sánh hơn là prettier. So sánh nhất là prettiest. Xem ngay từ đầu giờ cô giảng rồi nhá. Đọc lại đi. Đúng rồi, thì phải là I have a, đúng không? Ever met. Cô ấy là người được, cô ấy là người xinh nhất mà tôi đã từng gặp. Nhớ nha, nhớ cái cấu trúc này cho cô. Đặc biệt để ý cho cô nha. Khi nào để các bạn thêm đuôi er, khi nào mà không thể thêm. Mặc dù nó có hai âm tiết pretty nhưng nó chỉ được xem là tính từ ngắn. Bởi vì là cái đuôi này là đuôi gì? Đuôi y dài là thuộc về cái từ pretty rồi chứ không phải tôi thêm. Ý này bạn Khánh Ngọc có hiểu không nhỉ? Có hiểu không? Có hiểu nhưng mà quên thôi đúng không? Mình chưa để ý sát sao. Rồi câu 7 nào, tiếp đi nào. Câu này bắt đầu có giờ mò ở đầu, nghĩ so sánh kép cho cô. Như vậy càng làm việc thì càng mệt. The more chủ ngữ đến động từ. The more he gì? Đúng rồi. The more phải tired. He feel. Cái này mình có feel mà. Sau feel vẫn dùng được tính từ bình thường nên không cần thay đổi động từ của nó nhá. Giữ nguyên động từ feel thôi. Rồi tiếp đi. Come next. Rồi. Doesn't. Doesn't gì nhỉ? Đúng rồi. Đúng rồi, doesn't work. Work ở đây động từ. Nhưng mà động từ thì không thể dùng từ good, từ better được. Từ better được. Good trở nên tốt hơn là better. Nhưng bản chất trạng từ của nó là well. Bởi vì đằng sau thì động từ work các bạn phải dùng trạng từ well. Được chưa? Như vậy các bạn sẽ có là doesn't work well. Thì đây phải là doesn't work gì? As well as. Được chưa? Đấy, hơn mà. Hơn cái kia thì cái này không tốt bằng cái kia. Thì phải là doesn't work as well as. That gì? Bây giờ các bạn có that one thì bây giờ các bạn dùng this one. Tốt. Tiếp theo đi em. Câu 9 nào. The bigger. Rồi, the bigger. The bigger apartment. The higher the rent is. Được chưa? Tiếp câu 10. The sooner. Em đọc lại câu này thế nào? The sooner gì? The sooner we set up. Vậy phải giữ nguyên động từ của nó nhá. Xong comma phải. Bây giờ mới giờ tiếp. The sooner we arrive. Không còn will nữa nhá. Thì cái này nó là gì? Chia phe S là được rồi. Được chưa? Không còn có will nữa. Rồi tiếp. Câu 10 nào.
rồi the better Jacques is, comma, the louder, the laughter là người cười, is nhá, cái này là có, the better, chủ ngữ ở đây là the Jacques, em phải ghi cả mạo từ vào, the louder, the laughter is. Rồi, ok, good job. Next. The father the she gets rồi chấm the gì nữa the more tired rồi sure feel đúng công thức the comparative đúng không chủ ngữ cộng động từ rồi good shop câu 12 hết bài rồi. Câu 12 anh ấy càng già thì càng càng gì càng già thì muốn travel less càng không muốn đi du lịch nữa không rồi the less travel less phải less cái gì luôn à the less he want ở the less he want travel là được he want to travel nhé rồi cái này mình xem nào the older cho đằng trước he get vs comma the less he wants vs to travel rồi very good câu 12 13 nè rồi the older càng già à cái này làm rồi câu 12 câu 13 the children excited with the chicken game tức là game càng khó thì trẻ con càng thích đúng không để làm ngược lại đưa cái game kia lên đầu the more difficult à, the more gì difficult là tính từ dài đấy đúng không the more difficult gì games game xong rồi to be là gì game là số nhiều cơ mà em nhìn to be để ý nhá bên bây giờ phải nhìn chủ nghĩa mà chia to be chứ to be a đúng rồi bắt đầu giờ gì more excited đúng rồi excited the children à rồi very good câu 14 15 là Thảo nào càng gặp anh nhiều thì càng ghét hơn không không 14 không sao difficult được I met him much I hate him much càng gặp nhiều thì càng ghét the more I đúng rồi the more I met him comma the more I hate him rồi good job câu 15 rồi ở đây the boss was better when he is fresh for time đây em sẽ nói là the less câu 16 là gì em the less time the boss has nha the boss phải chia động từ has the better he works được chưa rồi càng ít thời gian anh càng đặt áp lực mạnh mẽ hơn tức là càng làm việc tốt hơn the less time đúng không tức là anh ấy càng ép ép cái thời gian xuống tức là càng ít thời gian the less time đúng không the less time he ở đây là ai thì phải đảo lên trước để người ta không biết he là ai cả thì đây chính là my boss đấy. The less time my boss has có thời gian thì các bạn thay vào is trước này mình không dùng to be được vì is đi với pressure đúng không còn đây là mình sẽ the less time my boss has comma đúng không the better vẫn là so sánh hơn the better he work được chưa rồi tập trung để lại câu này nha câu này hơi khó hơn so với các câu khác một chút được chưa như vậy các bạn đổi he is fresh for time thành the less times
My boss has. Rồi, câu 16. If you read many books, you will have many much knowledge. Đọc sách nhiều thì càng có nhiều kiến thức. Như vậy càng đọc sách nhiều càng có nhiều kiến thức thôi. The more you. Đúng rồi, the more cho danh từ vào đây, the more books you read, comma, the more knowledge. Đấy, you have. Không cần will nữa nha. Trong trường hợp này có bạn dùng will thì nó cũng không sai, nhưng mà nó hơi dài một tí. Người ta đang dùng will mà, tức là càng đọc sách nhiều bạn sẽ có càng nhiều kiến thức thôi. Thế là sau nó dùng thời gì giữ nguyên, mình chỉ cần bảo cái bạn the more được rồi. Rồi, he speaks too much, people feel bored. Càng nói thì mọi người càng buồn ngủ. Nào, the more. The more he speaks, comma, the more. The gì? More này có border có đi với the more không? Không, không phải. The more border people feel nha. Đấy, the more. Càng nói nhiều thì cái sự buồn ngủ của mọi người càng nhiều hơn. The more people feel. Much là chính là động từ đặc biệt chuyển thành more, còn border cũng chính là tính từ dài các bạn nhé. Nhiều bạn dùng từ more border thì không được, phải more border được xem như tính từ dài. The more border people feel. Come next. Tiếp đi. Rồi, ok. Condition đi nguyên như thế thôi. Tương tự thì thôi, không phải làm câu nào nó khó hơn một chút đâu. Tương tự như vậy các bạn sẽ có là the more, đúng không? Tính từ so sánh hơn là gì? À, kinh tế càng phát triển mọi người càng sống tốt hơn. Như vậy là the more gì? The more gì em? The more the economy grow thôi nhá chứ. The more đảo cái danh từ lên. Tại vì trong trường hợp này thì more đó chính là tính từ rồi. Của cái economy phát triển nhiều là much đổi thành more. Thì cái này nó không phải là the more adjective nữa, mà bản chất nó là so sánh hơn của tính từ rồi. Chứ còn cho là the economy nữa thôi. The more economy grows. Lúc này grow các bạn phải biến thành gì? Động từ. Không phải là growth nữa. Grows. Được chưa? Comma. The better people living condition. Nhưng quan trọng các bạn dùng động từ gì đây cho nó phù hợp với cái cấu trúc này. Có the more the better đây rồi. Và chủ ngữ là the people living condition thì phải là is nhá nhá. Thì Peter à better mà. Better chính là so sánh của tính từ thì các bạn dùng to be là is chứ không được dùng make nữa nhá. Make thì là các bạn này chỗ này là không hợp lý. Được chưa? Đấy, nó là sự biến đổi khi đổi sang câu. Rồi câu 19 thì chúng ta sẽ làm bước câu 20 thôi. Rồi tiếp đi câu Khánh Ngọc nào. Câu 19, people learn a lot of things as they travel far. Đúng không? Càng đi xa, càng đi du lịch nhiều thì càng học hỏi được nhiều. The father, far biến đổi so sánh hơn, the comparative là the father people thôi chứ không được dùng they đây nhá. They chỉ dùng khi nhắc lại giống như đại từ thay thế đấy. The father people travel. Đúng không? Comma. Xong bây giờ nhắc lại thì mình không dùng từ people như nãy nữa mà mình dùng từ they. Đúng không? Dây gì? À, the more. Dây gì? Dây learn. À, thế thôi. Không cần nữa bao thinh này nó nữa. Learn thì learn thinh rồi còn gì? Đúng không? Nhớ nhá. The father people travel. Các ý này. Khi người ta dùng rất nhiều bạn khi viết lại cứ viết là the father people travel. À, they travel thì không được. Vì cái they này bản chất nó là gì? Là đại từ thay thế cho từ people. Cho nên khi mà trong câu các bạn thấy nó có cái phần 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 đảo lên thì khi mình đưa lên đồng phải nói rõ ra là people chứ không được nói là they ở đây. Nhưng về sau bạn mới nhắc lại được là the more the farther people travel and the more they learn. Được chưa nào? Cuối cùng câu 20 nào.
nha. Bây giờ đáng lẽ là the new house, her new house thì chính là new one đấy, đúng không? Cái one này chính là house còn gì. Thế bây giờ người ta đảo lên giống y như cô nói, cái từ dây khi đảo lên cũng không được dùng là dây, vì đã biết ai đâu mà bảo là họ, đúng không? Vì nhắc lại người ta mới dùng dây cho nhắc lại từ people. Bây giờ the new one, thay vì nói the new one khi mà người ta nhắc lại, bởi vì đằng trước của nó có từ house cho nên em dùng the new one được, nhưng vì trước này em đứng luôn đầu chủ ngữ đầu tiên luôn, thế em phải dùng cả câu là cả cái danh từ đó là her new one, à her new house, đúng không? Easy. Đúng rồi. Thì cái này sẽ bạn, các bạn khi mà nhắc lại thì các bạn dùng one. Đây là gì? Nhà cũ của cô ấy to hơn nhà mới của cô ấy. Như vậy nhà mới cô ấy, her new house is không to bằng chẳng hạn, thì phải là isn't. As. Các bạn có thể nói là không bằng hoặc nhỏ hơn đều được, đúng không? Không to bằng cũng nhỏ hơn còn gì? Isn't as big as her new her old one. Được chưa? Hoặc dạng thứ hai các bạn biến đổi là gì? Cái ngọc, cách thứ hai với tính từ ngược nghĩa, không to bằng thì có nghĩa là gì? Nhỏ hơn. Đúng rồi, e smaller than her old one. Ok, very good. Rồi bây giờ còn 10 câu nữa. Thì bây giờ các bạn tự làm 10 câu này và các bạn gửi cho cô bài nhá. Các bạn viết ra đi, có thể chụp vở cho cô hoặc là nhắn vào Zalo cho cô. Tức là miễn là các bạn nộp bài cho cô lúc 5 giờ 15 là được. 10 câu này các bạn làm cho cô 15 phút là quá nhiều rồi. Viết ra vở cho cô đi nhá. Cô xem các bạn làm nha, nhiều khi nói là như thế. Nhưng các cô muốn xem các bạn viết như nó có đầy đủ tu vi không, đầy đủ dấu phẩy không nhá, viết bài đi ạ. Sau đó nộp bài cho cô. Ok. Rồi, còn 10 câu nữa các bạn viết bài nộp bài cho cô.